Linh ơi anh nè. Dạ. Hôm nay em đẹp lắm. Hôm nay em đẹp lắm. À em. Nhưng mà anh nghĩ rằng là em đẹp như thế này rồi chắc em không cần phải đi hát nữa đâu ha. Cho nên là hãy nhường lại những bài hát hôm nay cho anh nhé. Không nhưng mà em lại rất muốn là em sau này em sẽ có thể được hát cùng với anh. Được không? Được không? Được không ạ? Ok luôn. Riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn. One minute later. Đến với bài hát hay nhất với một tâm thế là đến đây là mua đó, thì hy vọng rằng là hôm nay sẽ có thật nhiều bài hát. Và chưa gì hết là khi mà nghe cái nhạc nền của em là anh đã thấy anh nhún nhảy rất là nhiều rồi. Hy vọng rằng là cái bài hát này sẽ là một bài hát phù hợp với anh. Và ngoài ra nha, SC lại có rất là có thiện cảm với những người con gái đến từ miền Trung. One minute later. Vừa nãy bảo là bài nhạc sôi động này hợp với anh Hiếu ấy, thì em nghĩ là mọi người để cho anh Hiếu đầu tư đi. Anh Hiếu. Linh ơi, em muốn được nhìn thấy anh Hiếu kiểu nhún nhảy các thứ như thế. Anh hip hop thử đi anh ơi. Nãy giờ em với anh Hiếu có vui thôi đấy. Có đây hả? Nãy giờ là mình vui, bây giờ lên tiếng lên này, bây giờ ngồi kế nhau rồi. Linh ơi, Linh với anh Hiếu nãy giờ ngồi kế nhau có hả? Đưa tình gì không mà sao Linh phải lên tiếng giùm cho anh Hiếu vậy ạ? Không có nhìn nhau thôi chứ chưa có đưa tình. Nhìn nhau tại vì lâu ngày quá không có gặp Ly lại. Nên mà gặp rất là đẹp gái, rất là dễ thương, rất là khác. Nếu như mà được á thì anh muốn deal luôn với ca khúc này luôn. Được không Linh? Em thì nghĩ là không được. Mặc dù cái giá trị nó không cao nhưng mà nó rất là ý nghĩa đối với anh, thì anh có thể mua bài này với giá 10 triệu không? Cái gì? Anh ơi, cái gì cơ? Tại lúc đầu anh nói rồi mà, anh là một, anh không có gì ngoài là ngồi kế một chàng trai có rất nhiều tiền, nhưng mà anh có rất là nhiều tình thương. Em xin đầu tư gấp đôi anh luôn. Và em cũng có rất nhiều tình yêu thương và tình cảm của em trong đấy luôn ạ. VP Bank Startup Ram, hoàn tiền đến 15% mua sắm online, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.